Man United đại bại, Chelsea sa lầy, Arsenal mất điểm. Trong lúc Newcastle trỗi dậy, Liverpool đại thắng, Man City hủy diệt đối thủ. Tất cả sẽ có trong cục diện vòng 3 của EPL. Trận thua 0-3 trước Liverpool ngay trên sân nhà Old Trafford đã đẩy Man United vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong lòng người hâm mộ và đặt huấn luyện viên Erik ten Hag vào tình thế nguy hiểm. Đây không chỉ là một thất bại đơn thuần mà còn là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong cả chiến thuật và tinh thần của đội bóng. Ngay từ đầu trận, Manchester United đã nhập cuộc với tinh thần cao, mong muốn giành lấy chiến thắng trước đối thủ chuyển kiếp. Tuy nhiên, sau 15 phút đầu đầy cố gắng, Liverpool nhanh chóng nắm quyền kiểm soát trận đấu. Đội bóng huấn luyện viên Arne Slot đã tận dụng triệt để những sai lầm từ phía Man United, đặc biệt là từ Casemiro để tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 35, sau một đường chuyền hỏng của tiền vệ người Brazil, Graven Beck đã tổ chức phản công nhanh với kết quả là Luis Diaz mở tỷ số cho Liverpool. Đây chỉ là khởi đầu cho một trận đấu thảm hại của Man United. Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, bảng tỷ số đã hiện 2-0 nghiêng về Liverpool sau khi Diaz ghi bàn thứ hai ở phút 42 cũng từ một sai lầm của Casemiro. Manchester United bước vào hiệp 2 với hy vọng lội ngược dòng, nhưng họ tiếp tục thể hiện một phong độ yếu kém, không thể tạo ra bất kỳ pha tấn công nguy hiểm nào. Sự bế tắc trong khâu tấn công cùng với việc mất kiểm soát khu trung tuyến đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ 3 ở phút 56 khi Salah nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha dàn xếp tấn công đơn giản. Trận thua này không chỉ là thất bại nặng nề nhất của Manchester United trên sân nhà trước Liverpool trong nhiều năm qua, mà còn đánh dấu một khởi đầu mùa giải tệ hại. Huấn luyện viên Erik ten Hag, người được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và thành công cho đội bóng, giờ đây phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải sớm. Việc quỷ đỏ để thua 2 trong 3 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh 2024-2025 là một kỷ lục buồn, đặc biệt khi xét đến sự đầu tư mạnh mẽ vào đội hình trong mùa hè. Những hệ lụy của thất bại này không chỉ dừng lại ở khía cạnh điểm số. Tinh thần của cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự tự tin của đội bóng bị suy giảm, mối quan hệ giữa huấn luyện viên với các cầu thủ cũng trở nên căng thẳng hơn. Ban lãnh đạo Man United có thể sẽ đưa ra những quyết định khắc nghiệt để thay đổi tình hình. Hơn nữa, trận thua này còn phơi bày những điểm yếu chết người của Manchester United: sự thiếu vững chắc trong phòng ngự, khả năng triển khai tấn công yếu kém và sự phụ thuộc quá mức vào một vài cá nhân thay vì một lối chơi tập thể. Nếu không có những thay đổi đáng kể, Man United có thể sẽ phải đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn và áp lực. Tóm lại, thất bại trước Liverpool không chỉ là một trận thua đơn thuần, mà còn là dấu hiệu cho thấy Man United đang đi sai hướng. Huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để cải thiện tình hình. Nếu không, những hệ lụy từ trận thua này có thể sẽ kéo dài suốt cả mùa giải. Trong mùa giải Premier League 2024-2025, Manchester City và Liverpool tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, không chỉ với chất lượng đội hình mà còn bằng sự ổn định và những chiến thuật tài tình của các huấn luyện viên. Với Manchester City, không có gì bất ngờ khi họ vẫn duy trì sức mạnh vốn có dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Đội bóng này đã thống trị Premier League suốt nhiều năm qua, với 4 chức vô địch liên tiếp và tổng cộng 6 lần đăng quang trong 7 mùa giải gần đây. Sự ổn định và thành công của Man City đến từ chính sách đúng đắn của lãnh đạo câu lạc bộ, nỗ lực không ngừng của cầu thủ và toàn bộ đội ngũ nhân viên. Guardiola đã định hình một tiêu chuẩn mới cho bóng đá Anh với lối chơi triển khai từ tuyến dưới, sự linh hoạt trong chiến thuật và khả năng duy trì khát khao cạnh tranh dù đã đạt được nhiều thành công. Điều này khiến người hâm mộ và giới chuyên môn đều đồng thuận rằng Man City lại là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương mùa giải này. Tuy nhiên, điều bất ngờ lớn nhất có lẽ đến từ Liverpool. Sau khi Jurgen Klopp chia tay, Arne Slot đã nhanh chóng kế nhiệm chiếc ghế nóng tại sân Anfield. Người ta từng nghĩ rằng Slot cần ít nhất một mùa giải để xây dựng và ổn định đế chế mới. Nhưng mọi thứ đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Slot không chỉ kế thừa những gì tốt đẹp từ Klopp mà còn mang đến làn gió mới, giúp Liverpool thi đấu mạnh mẽ ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Không mất quá nhiều thời gian để khẳng định danh tiếng của mình, Arne Slot đã đưa Liverpool trở lại đường đua vô địch một cách ấn tượng. Với chuỗi trận toàn thắng giữ sạch lưới, Liverpool của Slot cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm và hoàn toàn có thể tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương. Điều này dẫn đến một câu hỏi, liệu mùa giải này có tiếp tục là một cuộc đua tam mã kịch tính như mùa giải trước, khi mà Manchester City vẫn đang duy trì sự ổn định không thể thay chuyển và Liverpool dưới thời của Slot trở lại mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn có quyền mong chờ một mùa giải đầy kịch tính. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua Arsenal, đội bóng đã từng tạo ra không ít khó khăn cho cả Man City và Liverpool trong mùa giải trước.
sự vươn lên của các đối thủ khác có thể khiến cuộc đua vô địch trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Tóm lại, Man City và Liverpool đang là hai đội bóng mạnh nhất thời điểm hiện tại và nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, họ sẽ là những cái tên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Điều này không chỉ là minh chứng cho tài năng của Guardiola và Slot mà còn khẳng định vị thế của hai câu lạc bộ này trong làng bóng đá Anh. Chiếc thẻ đỏ của Declan Rice trong trận đấu giữa Arsenal và Brighton ở vòng 3 ngoại hạng Anh 2024-2025 có thể được coi là một trong những bước ngoặt đáng tiếc nhất của pháo thủ trong giai đoạn đầu mùa giải. Khi Arsenal đang dẫn trước 1-0, sự căng thẳng trên sân dâng cao và quyết định của trọng tài Chris Kavanagh đã khiến không ít người cảm thấy bất công. Rice với tinh thần chiến đấu không mệt mỏi đã tham gia vào một pha tranh chấp bóng quyết liệt với Joe Veerman. Tuy nhiên khi bóng đã ra ngoài đường biên và Veerman thực hiện cú đá hụt, chân của anh lại vô tình va vào chân của Rice, dẫn đến một tình huống mà nhiều người cho rằng chỉ đáng nhận một cú đá phạt hoặc thậm chí không đáng để thổi phạt. Tuy nhiên, sự bất ngờ đến khi trọng tài Kavanagh rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc Rice phải rời sân và Arsenal chỉ còn chơi với 10 người. Quyết định này không chỉ gây bất bình trong lòng các cầu thủ Arsenal mà còn khiến các cổ động viên cảm thấy vô cùng ấm ức. Rice, một tân binh đắt giá và được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và sức mạnh tuyến giữa của Arsenal, đã bị truất quyền thi đấu trong một tình huống không đáng. Điều này không chỉ làm suy giảm tinh thần của toàn đội mà còn phá vỡ thế trận mà Arsenal đang dày công xây dựng. Khi Rice rời sân, Arsenal mất đi một trụ cột quan trọng, người có thể giữ nhịp trận đấu và hỗ trợ phòng ngự trong những phút giây cam go. Ngay sau khi Rice rời sân, Brighton đã nhanh chóng tận dụng sự thiếu hụt nhân sự của Arsenal để dồn ép và gỡ hòa. Pha lập công của João Pedro không chỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Arsenal. Từ chỗ có thể giành trọn 3 điểm và tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng, pháo thủ đã để mất điểm một cách đáng tiếc. Sự tụt dốc về tâm lý đã khiến Arsenal không thể tiếp tục duy trì lối chơi mạch lạc và phải chấp nhận chia điểm với đối thủ. Chiếc thẻ đỏ tai hại này có thể trở thành một trong những lý do khiến Arsenal sớm thất thế trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh mùa giải này. Khi Manchester City đang thể hiện sự vượt trội với chuỗi trận toàn thắng, Arsenal không có nhiều cơ hội để vấp ngã. Bất kỳ sai lầm hay mất điểm nào cũng có thể khiến họ bị tụt lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vương. Mikel Arteta, huấn luyện viên của Arsenal, sẽ cần phải nhanh chóng tìm cách khôi phục lại tinh thần cho toàn đội, đồng thời tìm ra phương án thay thế phù hợp cho Rice trong những trận đấu tiếp theo. Sự việc này cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo về sự bất ổn có thể đến từ những quyết định trọng tài trong mùa giải này. Một chiếc thẻ đỏ không đáng có, một cú vấp ngã ngoài ý muốn đều có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của một mùa giải kéo dài 38 vòng đấu. Đối với Arsenal, nếu không thể khắc phục được những hậu quả từ chiếc thẻ đỏ của Rice, họ có thể phải đối mặt với một mùa giải khó khăn hơn dự đoán và giấc mơ vô địch có thể sẽ càng xa vời hơn. Mùa giải 2024-2025 của ngoại hạng Anh đang chứng kiến sự trỗi dậy đầy bất ngờ của những ngựa ô như Newcastle và Brighton, trong khi Chelsea vẫn tiếp tục cho thấy sự bất ổn của mình dù đã chi tiêu mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Đây là những điểm nhấn đáng chú ý sau 3 vòng đấu đầu tiên và nó phản ánh rõ ràng sự khắc nghiệt cũng như tính bất ngờ của giải đấu hàng đầu nước Anh. Newcastle United dưới sự dẫn dắt huấn luyện viên Eddie Howe đã nhanh chóng khẳng định mình không còn là một đội bóng tầm trung nữa mà là một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Chiến thắng ấn tượng 2-1 cho Tottenham ở vòng 3 đã chứng minh sức mạnh và tham vọng của chiếc chòe. Với những cầu thủ chất lượng như Alexander Isak, Harvey Barnes và Bruno Guimaraes, Newcastle không chỉ có khả năng tấn công mạnh mẽ mà còn cho thấy sự vững vàng trong phòng ngự. Đặc biệt, khả năng phản công nhanh và sắc bén của họ đã khiến nhiều đội bóng lớn phải dè chừng. Newcastle đang thể hiện một lối chơi đầy hiện đại với chiến thuật linh hoạt và sự tự tin trong từng trận đấu. Điều này càng làm tăng thêm hy vọng rằng họ sẽ không chỉ là hiện tượng mà còn là một thế lực mới tại Premier League mùa này. Brighton cũng là một cái tên khác đang làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải này. Dưới sự dẫn dắt huấn luyện viên Fabian Huzeler, Brighton đã có những bước tiến vượt bậc so với mùa trước. Trận hòa 1-1 trước Arsenal, dù bị đánh giá thấp hơn đã cho thấy sự cứng rắn và khả năng chịu đựng áp lực của đội bóng này. Sự ổn định trong lối chơi cùng với tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi đang giúp Brighton trở thành một đối thủ khó chịu với bất kỳ một đội bóng nào, kể cả những ông lớn như Arsenal. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Brighton trong cuộc đua vào top 6 hoặc thậm chí là xuất dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho những vấn đề của mình. Sau chiến thắng 6-2 trước Wolves ở vòng đấu trước, The Blue đã trở về mặt đất ngay lập tức sau trận hòa 1-1 trước Crystal Palace. Dù dẫn trước nhờ bàn thắng của Jackson, Chelsea lại không thể duy trì lợi thế và để đối thủ gỡ hòa từ một pha sút xa của Eberechi. Sự thiếu ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự của Chelsea đang khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ cao. Huấn luyện viên Enzo Maresca dù được kỳ vọng sẽ mang lại sự khởi sắc cho đội bóng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể giúp Chelsea tìm lại ánh hào quang đã mất. Kết quả này đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Chelsea trong mùa giải này. Liệu họ có thể khắc phục những bất ổn để trở lại cuộc đua top 4 hay sẽ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng?
Trong khi đó, Newcastle và Brighton với sự ổn định và phong độ cao đang chứng minh rằng họ không chỉ là những hiện tượng nhất thời mà thực sự là những ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua tranh vé giữa cúp châu Âu. Những diễn biến này làm cho giải Ngoại hạng Anh mùa này thêm phần hấp dẫn và khó lường hơn bao giờ hết. Cuộc chiến trụ hạng ở Premier League luôn là một trong những cuộc đua khốc liệt và đầy cảm xúc, và mùa giải 2024-2025 cũng không phải là ngoại lệ. Trong bối cảnh nhiều đội bóng đang vùng vẫy để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, Everton, một trong những câu lạc bộ có bề dày lịch sử ở giải đấu cao nhất nước Anh, đang trải qua một giai đoạn khó khăn và đầy thảm hại. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, đoàn quân của Sean Dyche vẫn chưa giành được bất kỳ một điểm số nào, và trận thua đầy đau đớn trước Bournemouth mới đây đã khiến tình cảnh của họ trở nên vô cùng bi đát. Bước vào mùa giải mới, Everton mang trong mình kỳ vọng lớn từ người hâm mộ sau một kỳ chuyển nhượng đầy biến động. Tuy nhiên, những gì đội bóng thể hiện trên sân cỏ hoàn toàn trái ngược với những kỳ vọng đó. Sau 2 trận thua liên tiếp mà không ghi nổi một bàn thắng và để thủng lưới tới 7 lần, Everton bước vào vòng đấu thứ 3 với quyết tâm giành điểm trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Bournemouth. Đây được coi là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng và lấy lại niềm tin từ cổ động viên. Tuy nhiên, những nỗ lực của Everton chỉ mang lại sự thất vọng cùng cực. Dù đã có được lợi thế dẫn trước 2-0, nhưng sự thiếu tập trung trong những phút cuối đã khiến họ phải trả giá đắt. Bournemouth đã lội ngược dòng thành công với 3 bàn thắng liên tiếp trong những phút cuối cùng của trận đấu, ấn định chiến thắng 3-2 đầy ngoạn mục. Các bàn thua của Everton đến từ những khoảnh khắc lơi lỏng không thể chấp nhận, với những sai lầm ngớ ngẩn trong khâu phòng ngự, và điều này đã khiến người hâm mộ của họ không khỏi ngỡ ngàng. Cảm xúc trái ngược trên sân Goodison Park sau khi tiếng gọi mãn cục vang lên đã lột tả hết sự khắc nghiệt của bóng đá. Jordan Pickford, thủ thành số 1 của Everton, đã không giấu được sự thất vọng khi đội nhà để tuột mất 3 điểm đầy quý giá. Trên băng ghế huấn luyện viên Sean Dyche có lẽ cũng chỉ biết lặng lẽ chấp nhận thất bại cay đắng. Ngay cả huấn luyện viên Iraola của Bournemouth cũng phải thừa nhận rằng Everton xứng đáng giành chiến thắng với những gì họ đã thể hiện trong phần lớn thời gian của trận đấu. Với thất bại này, Everton tiếp tục chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng Premier League, một vị trí không ai ngờ đến đối với một đội bóng từng có thời kỳ thi đấu ổn định tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Thời gian không còn nhiều cho Sean Dyche và các học trò nếu họ không muốn đối diện với một mùa giải thảm họa. May mắn cho Everton, Premier League sẽ tạm nghỉ khoảng 2 tuần để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia, và đây sẽ là khoảng thời gian quý báu để họ sốc lại tinh thần, khắc phục những sai sót và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Nhưng với những gì đã thể hiện, liệu Everton có thể tìm được lối thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng đầy cam go, hay họ sẽ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng?